Hello anh em, sao anh em Đã đến quay với trở lại để mình John đến Henry trên City. xin ông bộ hôm nay về lớp 11 tay tàu tuần 2 Không phần hay. Phần 2 nhá. Được rồi. Tao quay nhiều đâu vì sợ là bản quyền lắm, nhưng mà Tuấn Minh à, cứ rủ tôi cũng cứ làm cũng được. Tôi không phản ứng gì cả. Nói chung là cái đạn đau, sau bây giờ tôi là kiểu tôi lười edit lắm. Nhưng mà đây. Nay là tôi có thời gian. Ngon lắm. Rồi ăn nào, 1, 2, 3, quả trứng này. Rất là giống như là trứng là tôi tự ăn. Trứng này tôi ăn. Ăn nhiệt. Mẹ, đổ nước rồi. Đổ ok. Vốn là nó khổ. Không à. Để được, khổ lắm. Trời tôi ơi. Tôi cần trao ấy. Chuyển đấy nhở. Rồi, được ăn không? Ngon thì lên tiếng nha. Ok, ngon đấy, rất ngon luôn, nó quá ngon luôn rồi. Tôi ăn ở trong lòng đỏ rồi. Rất ngon và mặn luôn. Hơi mặn. Ok. Rất ngon và nó làm sao? Bim bim ăn hết chưa nhỉ? Ăn hết rồi đấy. Ăn hết rồi. Đây quý vị, sang sang ăn hết rồi nhá. Không còn tí nào thôi. Ok. Mình chào bà Hạnh thì xin lỗi anh em vì lần sau mình lỗ này để tuần sau nhá. Ok, tuần sau. Ừ. Đi ra. Ngon. Nó vừa ngon như thế nào vừa đấy. Ngon lắm. Để các bạn phanh đánh lấy vần chữ ngon nha. Nào. Đi vậy. Không, không. Máy tính này để tôi học. Ok. Ngon. Thôi sợ không tìm. Không không. Nó đi. Sợ phiền đấy. Tuần sau nhé. Ừ. Không tìm, không tìm. Rồi. Không tìm. Nguyên cùng. Một. Hai. Ba. Ôi trời, ngon xưa quý vị ơi. Quý vị hãy like và con chia sẻ đi. Ăn bao miếng rồi? Tôi hôm hello hơn một không được tặng là bự. Tôi không thể làm gì được. Nào, có cái gì nữa? Muốn làm gì? Sốt xích để chắc. Để kéo tan đi. Đây, sốt xích này. Rồi. Chắc sốt xích đi. Mua là con người hay thế, có cái kíp này luôn. Và tôi có thể dùng răng chặt cái đầu này cũng được. Đấy. Sơn làm chắc là quý vị phải lưu ý nhá. Ok là... Cắt để thế thôi, hoặc là cắt cái này cũng được. Vâng, tôi là MC, tôi biết rồi. Tôi sẽ cắt cái này ra. Bạn xong Tuấn Minh, tôi biết rồi. Ok. Bắt đầu nhá. Xúc xích bé xưa. Đây là xúc xích bò, ui trời, ngon đấy. Ok. Mời quý vị ăn đi. Một cái nửa túi tùm nhanh đút vào mồm. Không hết rồi, xếp với tôi, đừng mở tôi này. Đừng mở tôi. Bắt ăn. Xúc xích chắc là ngọt. Xúc hết rồi nha quý vị. Xúc xích to rồi, với xúc xích này quý vị ăn từ từ, nhẹ nhàng. Ăn ngon vậy nè. Ừ. Bái đái luôn. Anh em nè.
Gì? Không có vị gì cả. Vị gì? Đây. Vị lợn. Vừa thịt con lợn ấy. Đùa. Thịt lợn sạch của châu Âu. Quý vị nhỉ? Ừ. Theo thuật điện văn. Ăn đi. Châu Âu người ta làm có được không? Hả? Thì lợn heo châu Âu người ta làm rất đấy luôn. Tuần sau là đồ ăn vặt. Ừ. Đấy nhé. Tuần này sẽ không uống gì nha bởi anh em ơi. Bỏ. Tôi sẽ không uống gì cả bởi vì là tôi ăn. Tôi làm sao? Thế đâu gọi là gì ạ? Đậu đặng. Đậu đặng nó bị tiểu đường. Rồi. Đó là lần trước nha anh em. Hắn vừa đấy tôi mua 7 size phí quá. Tôi không nghĩ ra mua gì. Thôi thì đành phải đổ đi. Lần sau mua 1-2 cái được. Đấy. Được không? Chẳng được. Chắc chắn là một lần sản xuất rất tốt đấy. 3 cái là được rồi. Ừ. 3 cái thôi là được rồi nhá. Ừ. Đồ ăn xúc xích này, trứng gà có nhanh hơn. Có nhanh hơn sân gà không? Có chứ. Rồi. Rất là lâu không? Rất là lâu. Ừ. Lần trước ăn trứng rồi nhỉ? Ăn trứng với uống nước ngọt nó sẽ bị ấy luôn. Em kiên ăn trứng gà không sao à? Ừ, ông ấy là tuổi xó mà ông ấy ăn siêu khỏe. Ăn gà. 5 tấn xương sân gà ấy quý vị. Không thiếu, có một cái nào rồi. Xong rồi nha. Chị yeah. Bảo anh nhớ là anh em thiếu. Ăn nữa đi. Xin chào tất cả mình nam mình đây. Chị, nay vui vẻ nhá. Chào, hôm nay là tôi là fan của fan ạ. Ăn đi. Chào nữ hưng về lắm đi. Chào với em. Xin chào mình là fan đây. Chào tôi là fan đây. Yeah, đi. Này. Ôi. Fan ra các bạn, thế là đủ rồi. Fan ra nha. Tôi là ngày thứ 6, ngày 3. Tôi qua, rất là tôi chảo luôn. Thôi, bây giờ 31 tháng 10 là tổng kết lại. Nha. Tổng 30 tuổi hám 10 là tổng tết lại luôn. Ok. Ngày 31 tôi đi sang thứ 3 ấy. Ok. Ok. Xong rồi, hoan hô đi. Bây giờ sửa tay. Ok. Nhiệm vụ sửa tay. Rửa tay. Vứt sang đi sửa tay. Đấy. Vứt sang. Vứt sát. Vứt mà tôi. Đây có loại sát không cô ơi? Vứt. Vứt luôn. Hỏi tô nữa vậy nó. Vâng ạ. Thôi thì lẩu nạt sau thì con đơn. Tô tớ sửa đi rồi con bỏ vào nước lọc là được. Đây. Nạt sang. Đi sửa tay mỗi thằng phiền nào. Đây là nhà xác của chúng nào không đây rất là tinh khủng luôn. Ngồi đi à, bây giờ ông sửa tay trước ông tôi sửa tay sau. Được rồi. Rửa tay nha. Lần nữa đi sửa tay. Thế không được. Chỗ bàn kia thì nó phải gọn. Phải đồ ăn nên làm phải. Nhanh không? Ok. Mẹ tắm. Này. Để nhà. Sửa đi. Để quay sửa đi. Không được. Không. Trầm. Tầm quay tôi. Tầm. Ok, được rồi. Thì tôi có mỡ rồi. Ông có mỡ ở đâu? Tôi là người phải ăn hết đấy. Có tí mỡ.
Mỡ gì? Không, có tay có mỡ ấy. Mỡ của cái gì? Bây giờ tiếp một uống nước lọc. Ok, nước lọc nha, chứ đừng là nước ngọt nha, vì nước ngọt nó rất là ăn lạnh. Phan đi uống sau lấy hết cả tối nhá. Tối để tôi đi về. Ok. Đây, lấy cả hai tối nhá. Tối xa và tối ấy nhá. Tớ lấy đi. Một ngày buồn quá anh em. Bảy sai. Tối đây. Rồi, ngon á. Giờ tối này. Tối xa. Đây là tối bình thường. Bây giờ quay tôi. Quay rồi. Hôm nay bán tạp thành ra là không có tạp để đồ đi. Nên là phải để đồ lượng như là một sữa để bán đồng nát. Đúng là người điên rồ mà. Đúng là người điên rồ mà. Tư nhân phá cặp làm gì. Thôi, anh em muốn xem tôi uống nước lọc không? Uống nha. Nước lọc đây. Thôi uống đi nhanh. Rồi. Nước lọc nha. Ok, tự phút. Nằm nằm. Ông bị sao thế à? Quay để vui vẻ chứ không phải là quay để làm nghĩa vụ đâu. Đây là kênh của tôi, có phải kênh của ông đâu. Đúng rồi, thì bây giờ cao cân 2003 nhá. Được rồi. Quay nhanh lên tôi làm nào. Ok, giờ một tí thôi nè. Luôn. Rồi. Đó. Thế là nó mặn này tém hết được. Tôi muốn làm nào. Để xem nào. Từ, từ, A, O, S. Để tôi tìm xem là cái mạng có bị làm sao không nhở. Chúng ấy nó khó quá. Tôi gọi là gì nhở. Tôi sẽ kiểm tra mạng internet này nè. Được rồi, cài đặt đâu nhở. Thế nào wifi. Ok, wifi này rất là tốt rồi. YouTube. Tự nhiên lại bắt đầu vào luôn. Giờ chả biết làm gì nữa. Kính cứ bị quên. Để tôi đeo kính đã. Cứ bị quên đeo kính vậy. À đây rồi. Nó đến rồi. Nên anh em ơi. Rồi. Lần xưa. Lần xưa quay cái này xưa. Rồi. Qua qua đi. Bản báo cáo. Nhân dịp năm mới. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhân dịp chia tay năm ngọ và đón chờ năm mùi, chúng con xin ngẫu hứng trình bày một ca khúc ca ngẫu hứng có tên là. Đứng rồi là quay nha. Ok, ngồi và quay. Oh. Trời nó ở đâu á? Ai biết được. Tôi đang reaction mà. Nào. Táo quần đấy. Họ đang cưỡi ngựa với nhau. Đã hát xong rồi à? Dạ, mới bi chứ chưa hát à? Ôi giời ơi, chắc đến bao giờ nữa. Bây giờ tôi sẽ ăn thử một mình. Siêu ngon luôn. Được rồi. Há lại. Đêm quân năm dân năm nghe bó
chết. Này này này. À. Được. Tôi bị nhạy cảm với Bạc Hà. Tại sao nhạy cảm? Bạc Hà nó rất là ăn 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 bao. Ăn bao giờ hết ngọt thì thôi nhá. Ok, hết ngọt rồi, hết ngọt rồi, hết ngọt rồi. À. Vứt vứt vứt. Rát quá. Rát không? Tôi rát cả lưỡi luôn rồi đấy. Làm luôn đấy, hạnh là hết luôn. Quay xong làm đi làm. À một. Ok. Nào, không được. Hôm gần năm anh làm tiếng bầu rồi. Thích hay rồi. Suốt ngày đòi rồi. Có người nào ăn thạch tôi cứ phải cho tay vào đấy rồi tao mới thịt nó mới thả ra và nhét vào vòng bụng được. Đỡ không? Đơn rồi á. Chỉ còn rất ít thời gian nữa, chúng ta sẽ chia tay với chú ngựa, vẫn tràn căng sức sống mặc dù cả năm qua đã mải miết. Biến to lên. Xin tạm biệt năm Nhâm Ngọ, mong rằng những chuyện không vui sẽ được chú ngựa của chúng ta trở vào quá khứ, để tất cả chúng ta sẽ cùng chào đón một năm mới, năm Quý Mùi với niềm vui trọn vẹn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gặp Nhau Cuối Năm của hãng phim truyền hình Việt Nam. Đầu này 18 giờ 2 bật 18 giờ 2 bật tôi rồi. Ok. Ok. Cái bánh này ra hay. Để tuần sau thử thách ăn nhá. Ok. Ok. Gặp nhau cuối năm 2003. Báo tới đây. Coi một tập của cái gì vậy? À, không không cần đâu, không cần đâu. Ok. Ai có chân camera không để tôi còn chụp nào? Tôi còn quay phim một thể nào. Tôi còn chân camera. Chân camera. Vào trận mạc thì mà máu hết. Ai bảo mày cứ giữ đó. Mày vậy mày là con gái mày cứ giữ con trai thôi. Bỏ ngay cái kiểu giữ ngồi đi nhá. Xin chào anh Quan Thắng. Chào chị Vân Dung. Làm gì mà để cho hai người nhìn nhau mà kinh khủng thế? Anh Thắng, tôi nghĩ là anh cũng cư xử hơi quá với chị Dung. Không phải. Anh không thích là con gái. Chỉ còn 15% pin thôi. Thôi thì nên làm gì nhỉ? 1, 3, 5, 6 đi hết rồi đấy. Thôi chị ạ,
Có lên lên để phút 30 thôi nhở. 3 2 1 30 rồi. 30 phút rồi. Thôi. Gì? Tôi đang sắp hết pin rồi đây. Ông bao nhiêu phút? 18 rồi, quay 20 phút nữa. Nhưng mà thôi như thế này này. 20 đến phút 40 phải nghỉ nhá. Được không? Ủa, thôi thôi, ông bắt tôi phải quay ấy nhở. Kênh của tôi có phải kênh của ông đâu. Tôi mượn tạm thôi được không? Không cho mượn tạm bởi vì kênh nó rất nhiều, bởi vì kênh sợ bản quyền được chưa? Ông tự tạo kênh đi. Ông tự vào YouTube mà vào mà tạo kênh đi. Và nhất là quý vị khán giả ở xa tổ quốc và các quý vị khán giả ở nhất là nước Nga. Sao không không sửa lỗi đi? Vâng, cảm ơn. Xin lỗi nhưng không có sửa lỗi đâu. Mà ông xin lỗi. Chương yêu cũ đấy tôi không làm được. Tôi 2026 mới làm được. Làm xong lớp 12 mới làm được. Tại sao lại thế? Trong khi tôi 14 tuổi tôi có thể làm được rồi. Nếu mà quý vị khán giả muốn nghe đề nghị quý vị khán giả cho một tràng pháo tay. Sáu năm dạy tôi đi. Ống quay phim rồi sao là xong. Đó, hiểu nhanh. Quay nốt năm nay được chưa? Được rồi, năm nay không cũng được. Cầu. Cầu. Bố tôi ngày xưa thường hay hút loại thuốc này. Không biết là phải làm bây giờ. Thì mới thể làm không online này cũng được. Thôi thôi bác ạ, thôi thôi bác ạ. Thôi được rồi. Có lẽ như này anh Thắng chị Dung ạ, chúng ta sẽ gọi điện vào trong đó để xem thế như thế nào. Vâng, anh gọi. À mà thôi. Thôi thôi như này tôi có ý kiến đấy. Vâng anh làm ơn cấp bộ. Và thực ra là ngày hôm nay ở trong miền Nam thì chúng tôi cũng đang có một cái cầu truyền hình và các nghệ sĩ trong miền Nam cũng đang gặp gỡ nhau. Có lẽ là chúng tôi sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật nối vào luôn để chúng ta gặp gỡ hỏi họ trực tiếp luôn. Anh đồng ý không ạ? Đồng ý đấy. Vâng. Và chúng tôi xin đề nghị bộ phận kỹ thuật là hãy cho chúng tôi được nối cầu truyền hình với các nghệ sĩ trong miền Nam ạ. Lần này hỏi cho ra lẽ luôn vì đúng tôi cũng nghi ngờ. Tôi nghi ngờ đây là cánh mai. Đúng. Xin chào các anh chị. Chào các anh chị. Có nghe thấy chúng em rõ không ạ? Rất rõ luôn đó. Đó. À thưa các anh chị và các bạn, xin được giới thiệu Bảo Quân, Hồng Vân, Minh Nhi. Vâng. Xin chào các anh chị, em xin hỏi nhanh để cho đỡ tốn cước ạ. Tại sao các anh chị bảo gửi cánh mai bây giờ giống cánh củi khô thế ạ? Thế là thế nào ạ?
Dạ, kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, Hồng Vân nghĩ là đây là một món quà theo kiểu gặp nhau cuối tuần. Dạ, Hồng Vân nghĩ là chính nhờ cái món quà này mà chúng ta mới có cơ hội để gặp nhau cuối năm chứ. Phải vậy không anh? Đúng vậy, mà món quà này rất có ý nghĩa nha. Đây là một cành cây khô nè, nói lên là cái nhiệm vụ của anh em diễn viên hài của chúng ta phải làm như thế nào, phải làm sao để cho cái cành cây khô này nó sẽ tươi mát trong cái mùa xuân mới. Đúng vậy ạ. Đây, chúng tôi xin gửi một chút nắng vàng ra Hà Nội. Và chỉ bằng cách này thôi thì mai vàng thành phố Hồ Chí Minh sẽ không rơi rụng một cánh nào hết. Đúng vậy. Mình nhỉ, xin thay mặt các nghệ sĩ trong thành phố Hồ Chí Minh gửi đến quý vị khán giả đang xem truyền hình và các bạn đồng nghiệp lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Vâng, xin được hỏi các anh chị ạ, hôm nay là đêm 30, các anh chị không có kế hoạch đi diễn ở đâu ạ? Đây là một đêm quan trọng nhất trong năm, tất cả mọi người đều đổ xô ra đường để đón mùa xuân mới. Riêng anh em nghệ sĩ chúng tôi có một cái thói quen là tụ tập tại nhà Bảo Quốc để năm mới em có một chai rượu quý lắm mà. Vậy hả? Dạ, ông cố nội em á để lại cho ông nội em chai rượu này nha. Ông cố nội em á ngâm ở dưới đá giếng 50 năm rồi đó anh. 50 năm dưới đá giếng. Dạ, chai rượu đây nè. Bye bye, tôi phải có việc rồi nha. Bye bye anh em, tôi không có việc. Phải quay rồi. Tôi phải đi thôi. Tôi không biết nó muốn quay nốt cái tập phim này. Yeah.
Ủa thôi không quan trọng đâu nha, mai anh em nha. Rồi, 1 2 3 Boom.